Đấy, cái đề thi vượt đây. Yêu cầu như này. Yêu cầu làm cái văn bản như này. Với cái thanh nhất này, thanh nhất này, cái này thì mình vào insert, xong vào shape đấy, thì ở đây mình sẽ tìm thấy cái đó. Đây này, cái này đây. Anh mang anh vẽ này, vẽ một luôn. Còn chữ mốt này, chữ mốt này thì nó nằm ở WordApp này. Để mà cái định dạng cho nó. Grab text em chọn square, nó nằm ở dưới chữ chữ nằm ở đây này này. Còn mấy này vượt tranh cho mình chèn vào đó, xong đó, bây giờ mình vẽ khung thôi, vẽ khung mình sẽ muốn cái chữ nó hiện ra thì mình chọn option, chọn cái khung này nó phải behind the text, behind text hay hiển thị ra đây. Vấn đề này nó đừng đổi lại.